Xin chào về các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay cũng như những video thường lệ thôi, cửa hàng em vẫn về và các dòng phẩm và vẫn lên sóng thường xuyên để cho các bác lựa chọn cho mình, và em vẫn lên những cái dòng phẩm mới nhất và có quay như là nó về với cửa hàng em thì gần như là các bác được thấy, và các bác cũng đang theo dõi kênh. Và các bác mới vào xem kênh thì các bác sẽ biết được những dòng phẩm mà trên cửa hàng em hiện đang có, cũng như những dòng phẩm mà nó vừa mới cập bến tại cửa hàng em nhé. Đến với cửa hàng em thì có nồi cơm điện các bác nhé, nồi cơm điện của em thì còn rất là nhiều đấy, nên nhưng mà mỗi một clip thì em chỉ lên duy nhất 1 đến 2 chiếc thôi để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Còn cửa hàng em thì còn có những quạt cây thì em vẫn để đằng ở phía sau, và em cũng chưa lên sóng vì là các bác cũng một số bác vẫn chưa quan tâm thực sự đến những dòng phẩm có giá trị cao, nên là em vẫn để đó để sưu tầm, như là những chiếc quạt la tời cánh đục hàng đẹp mà độc và lạ, cùng với lại Salio này. Con Salio vua nhé các bác nhé, Salio vua cánh xoắn đẹp hết lớp luôn, con này nó cũng là gọi là dòng đẹp hết lớp luôn. Nó quạt bàn găng sắt thân đúc liền, gọi là chân vịt, và những chiếc quạt có giá trị cao, cùng với là những dòng phẩm như là la vương lắp lật em có, rồi là lọc không khí bùa ẩm, rồi là hút ẩm. Nói chung là bác nào mà thực sự quan tâm đến cái mùa hè nóng lực này để sở hữu cho mình những dòng Nhật nội địa thì alo cho em nhé. Còn những chiếc quạt có giá trị trung bình, giá trị vừa vừa, nhà em cũng có nhé. Các bác mà thích những dòng sản phẩm mà có giá trị thấp thì cũng cứ alo cho em. Còn em hôm nay em lên là toàn những chiếc có giá trị cao rồi các bác nhé. Bác nào thực sự quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì alo cho em. Đây là hôm nay em lên 3 mẫu sản phẩm, đó là 3 chiếc quạt cây đều có chiều cao là 1m2 và trên 1m2 một chút, tức là từ 1m2 đến 1m25, dao động ở cái tầm mức đó. Và có 2 chiếc, một chiếc la và một chiếc tô, là 2 chiếc này là thân nhựa, còn một chiếc tô găng sắt hàng VIP, hàng sưu tầm. Đấy. Cùng với lại là một chiếc quạt tô, hai đồng hồ phím số này. Đấy, và một chiếc tô nữa là tô găng sắt. Còn cũng là hàng gọi là đáng để các bác sưu tầm và chơi. Em lên là toàn hàng đẹp thôi. Cùng với một chiếc Salio. Chiếc Salio này là chiếc Salio số ngủ cũng hai đồng hồ, còn hàng đẹp VIP. Đấy, bác nào mà thực sự quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Và hôm nay em chỉ lên duy nhất một chiếc lồi tô chuông. Đấy, một chiếc lồi tô chuông thôi. Còn bác nào mà thực sự quan tâm đến mẫu lồi nào trên cửa hàng em thì alo cho em. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết. Chiếc đầu tiên là một chiếc la. Những cái dòng la, gọi là la cây. La cây này. Con này là có sải cánh là 30 và chiều cao của nó là 1m2. Và con này nó là một trong những dòng phẩm độc lạ xuất sắc. Đấy. Các bác mà muốn đam mê về dòng quạt cây thì các bác nên nhớ rằng là có sải cánh 30 hay 35 chăng nữa thì cứ đẹp đến đâu thì giá trị đến đấy thôi, không căn cứ về sải cánh mà là căn cứ về độ đẹp, độ mới và chất lượng. Các bác nhé. Con này thì hôm nay em báo giá luôn các bác để các bác đỡ phải chờ đợi lâu này. Con này là con La Tiona, con này có sải cánh là 30 và chiều cao của nó là 1m2. Lồng trước là lồng mạ inox nhá các bác nhá, sáng choang và mới không một tí vết. Nếu như có một vết chấm, vết lỏ ở cái phần mạ inox này, các bác gửi lại em luôn, không em không bao giờ nói một câu nào luôn. Và đẹp xuất sắc từ logo, con này là đẹp hết lớp luôn nhá. Cánh của nó này, màu xanh rêu, trong suốt. Đấy, cánh đẹp lừ luôn nhá. Con này thì lồng trước là lồng mạ inox, lồng sau là lồng xi nhũ thân bầu,
tất cả mọi các thứ là đẹp hết, em sẽ cho các bác xem. Con này là mã số là 5014, 514 các bác nhé. Mã số 514 và em đang bán ra với giá là 4 triệu đồng. Đấy, bác là thực sự quan tâm đến đến chiếc quạt cây này. Hello xem, em sẽ cho các bác xem về độ mới của nó. Mới của con này là mới lên lên đến 97%, 95 đến 97% nhé. Nói lên vì là cái này là theo sự đánh giá của em thôi. Còn tất nhiên là độ mới thì là do các bác đánh giá nhé và nhìn nhận nhé. Em xoay cho các bác để các bác đánh giá và nhìn nhận xem là chiếc này nó mới đến tầm nào. Còn những các bác mà vào chỉ là xem thôi thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Còn nếu bác nào thiện chí mua thì alo cho em. Những cái đồ giờ như là đồ hàng Nhật nội địa này thì nó không có một cái giá nhất định nào đấy hết và nó cứ phụ thuộc theo độ mới độ đẹp. Đấy, bác nào mà thường xuyên theo dõi kênh thì các bác biết, còn những bác mới vào xem kênh thì các bác có thể tham khảo thoải mái nhé. Đấy, trước khi muốn mua hàng thì các bác tham khảo thoải mái, ok thì các bác alo cho em. Đấy, những cái dòng sản phẩm là đẹp VIP này thì em vẫn lên thường xuyên, lên thường xuyên nhé. Cứ về đến đâu thì các bác cứ hỏi sau một chút nữa thì chắc chắn là các bác sẽ được câu trả lời là không còn các bác nhé. Đấy là em nói luôn là như vậy. Còn các bác nào nhanh tay thì là chấm bài cho em, còn đâu các bác nào mà chậm tay thì lại phải hẹn các bác ở video clip sau nhé. Con cây này thì em nói luôn là con này có giá là 4 triệu. Con này là có giá là 4 triệu đồng nhé. Con này là có giá là 4 triệu và bây giờ thì em sẽ lên cho các bác tiếp theo một con quạt cây tiếp theo nhé. Con cây này là con tô. Con này là có chiều cao là trên 1m2. Con này cũng sải cánh 30 mà con này là màu tím. Con này là màu tím. Màu tím là tuyệt vời luôn, tím thủy chung. Nhất là các bác nào yêu vợ. Yêu vợ thì là những cái con này thì nếu mà để trong phòng ngủ nhà mình thì nó là tuyệt vời luôn. Các bác không bao giờ phải nghĩ đến cái chuyện là vợ chồng mình không thủy chung nữa, vì là màu tím thì bao giờ nó cũng biểu hiện cho cái màu sắc cũng như là màu của tình yêu và sự thủy chung. Đấy các bác nhìn, con này mới đẹp xuất sắc luôn. Nếu như em mà chưa mua thì em cũng sẽ sẵn sàng em mua những chiếc như này về để em trưng bày hoặc là em sử dụng trong phòng ngủ. Vì nhà em quá có rất nhiều nên là em cũng không đấy. Còn các bác mà thực sự mà quan tâm, những bác đàn ông yêu vợ thì là lên chọn cho mình một sản phẩm, đó là một màu tím thủy chung này, để thể hiện đẳng cấp của một người yêu vợ đấy các bác nhé. Vì là tất nhiên là cái màu tím thì nó bao giờ nó cũng biểu hiện hết. Nhưng con này em bao luôn các bác là lành lặn và đẹp xuất sắc nhé. Các bác nhìn từ cái phần logo, phần táp lô táp ly của nó là nét căng như kẻ chỉ luôn. Con này là mặt, này mặt meca nhé các bác nhé, mặt nhựa meca. Con này là 4 số 3 chế độ gió, đồng hồ hẹn giờ rất là ok, đẹp thân thủ, đẹp từ cột lên. Và em nói luôn các bác là lồng của nó là lồng mạ inox sáng choang và không một vết chấm. Nếu như con này mà có một vết chấm vết lổ các bác gửi lại em luôn, em không lấy một đồng nào luôn các bác nhé. Các bác nên nhớ là những cái dòng sản phẩm nào đẹp và có giá trị cao hoặc là có giá trị sưu tầm đẹp đến đâu thì em báo luôn cho các bác để các bác cứ tránh khi mua về mà các bác cảm thấy không, thấy nó không hài lòng với mình thì các bác alo cho em ngay. Những chiếc nó như thế nào và nó có lỗi ra sao thì em vẫn nói luôn để các bác tránh cái tình trạng là các bác mua về các bác lại không cảm thấy không ok. Con này là lồng sau là lồng si nhũ nhá, zin nguyên bản và em chưa động hề bất kể cái gì, kể cả là vận chuyển nó có xây sát bằng cái đầu tăm nhá, bằng cái đầu tăm là em vẫn để nguyên si luôn. Đây là con này là zin nguyên bản. Và hai nữa là thân bầu nó trắng lõn nhá, trắng lõn là luôn. Đây là nó do ánh sáng này, em xoay như này thì các bác biết luôn, nó là ánh sáng này.
Con này bầu còn rất đẹp đấy, bầu còn rất đẹp. Còn vận chuyển thì nó có xây sát tí ti thì các bác đừng bao giờ quan tâm đến cái vấn đề đó. Vì là các bác biết thừa rồi. Hàng nó nếu như là hàng mới nguyên thùng xốp thì nó có giá trị gấp khoảng 3 lần những chiếc mà em đang bán ra bây giờ. Còn bây giờ là em đang bán những chiếc mà nó cứ mới đến đâu thì em bán ra với giá lên đấy và nhập về là em cũng báo luôn. Còn các bác cứ tham khảo thoải mái tất cả các kênh các trang trên thị trường nhé. Đấy, để cho mình những cái dòng phẩm mà mình yêu thích nhất. Chiếc này là chiếc màu tím thủy chung và có giá là 3 triệu 800 nghìn đồng nhé. Mã số là 515. Đấy, bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em. Và bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc hàng đẳng cấp và siêu VIP. Con này nặng như cối la lỗ nhé. Nặng như cối la lỗ luôn. Con quạt cây này nặng dã man luôn. Con này là nặng tầm khoảng 12 13 kg. Tầm 12 13 kg trở lên. Con này con găng sắt. Nặng một tay là em cầm còn 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 khó khăn vì là nó quá nặng luôn. Con này là hàng sưu tầm và là hàng để các bác chơi các bác nhé. Để phòng khách hoặc là các bác muốn sở hữu cho mình. Những chiếc này là hàng đấu giá của em từ Nhật về nhé các bác nhé. Nó là con hàng đấu giá từ Nhật về. Đấy, còn những chiếc mà nó đẳng cấp thực sự, lồng trước là lồng mạ inox nhé các bác nhé, lồng mạ inox logo sáng choang nhé, logo của nó sáng choang. Và con này là ốc ốc nhôm này, ốc của nó là ốc nhôm. Con ốc nhôm này ấy, em nói luôn các bác là cái ốc này của nó nặng gần, nó phải rơi vào tầm khoảng 1 lạng rưỡi, nó là nặng chịu luôn. Và con này là cánh đục các bác nhé, con này là con tô cánh đục nhé. Con này có sải cánh là 30 thôi các bác nhé, sải cánh là 30 thôi, nhưng nó là một chiếc quạt cây, một chiếc quạt sưu tầm. Và hai nữa là con này này, các bác không bao giờ nghe tiếng gió của nó luôn, êm dịu, có nghĩa cảm giác là gió nó sâu và không có một tiếng kêu tiếng động. Em để rất gần thì các bác có thể nghe tiếng phò phè một tí tí một chút là ở trên cái máy của em đang quay cho các bác. Con này chạy, nếu mà nói để trong phòng ngủ thì các bác cảm giác là không, như là mình không bật quạt, nó chất chất thực sự luôn. Tất cả các chức năng là em bao luôn cho các bác là hoàn hoàn mỹ và hoàn thiện. Đấy, các bác nhìn cái đồng hồ nó mới cứng cựa luôn này. Và thân thủ nó đẹp. Và tất cả này, từ phần mạ inox nhá. Thân cột là gần như mới cứng luôn. Thân đế đẹp nhá, thân đế đẹp, màu vàng đẹp. Đấy, các bác nhìn. Em xoay cho các bác từng ly từng tí một nhá. Còn vì là tuổi đời này hay là vận chuyển này, nó có những cái vết chấm bằng cái đầu kim này, đầu tăm này các bác nhé, sợi chỉ này. Đây các bác được nhìn đấy nhá, em quay là em nói luôn, con này đế gang sắt và thân cột sắt này, số hộp số sắt này, đấy, thân cổ sắt sắt toàn bộ này. Đấy, các bác nhá, con này thì là lép căng như kẻ chỉ luôn. Em nói luôn các bác là con này là mới gần như kính quang luôn, mới kính quang luôn nhé. Những chiếc này là có tuổi đời gần 70 năm. Chiếc tô này là nó chắc còn rơi vào tầm khoảng hơn 60 năm. Sắt toàn bộ nhé. Đấy, các bác nhé, đây là hộp sắt này, hộp dây này. Thân cột đẹp, lúng xoáy đẹp, lốc bóng liễng nhé, bóng liễng luôn. Thân thủ của nó em bao luôn các bác là lành lặn và đẹp, gần như là không tì vết. Còn những cái vết nho nhỏ bằng cái sợi đầu kim sợi chỉ nhé. Còn thân cột này, thân cột này em bao luôn các bác này, bóng liễng luôn từ trên xuống dưới nhé, màu đẹp luôn và bóng liễng từ trên xuống dưới. Em xoay cho các bác để các bác được nhìn thấy thực sự luôn. Các bác có nên nhớ rằng là bán hàng thì em vẫn cứ phải nói và em xoay đến đâu em nói đến đấy để các bác nhìn thấy, các bác biết. Còn có những bác vào bác ấy nói là bán hàng thì nói hơi nhiều, nhưng mà em không nói thì các bác không bao giờ biết được. Đấy.
Em khẳng định luôn, còn những cái bác mà chỉ vào chỉ muốn xem hàng thôi thì thôi loại bỏ đi, vì là xem hàng thì không có tính chất là mua hàng. Em nói luôn là vậy. Còn nếu những người mà thực sự mà quan tâm thì người ta bao giờ cũng phải xem từng góc cạnh, từng cái khe kẽ của chiếc quạt hay là cái mà trên clip hoặc là em đang làm và muốn bán ra. Đây là các bác nhìn này, cái dây điện của nó là mềm nhũn và trắng phau đây như này, nhưng mà có bác ấy nói là vàng đấy, vàng mà lại bầu trắng, nhưng mà trắng thì em bảo là trắng nhưng em có bảo là vàng đâu. Nên là nhiều các bác là phải nên nhớ là mua hàng thì hàng đẹp thì đã có giá trị đẹp, các bác cứ tham khảo thoải mái, không những ở cửa hàng em còn trên tất cả các kênh, các trang bán hàng trên thị trường. Em khẳng định luôn, nếu con tô cây gang sắt này cho đến thời điểm bây giờ em khẳng định luôn là trên thị trường đố các bác tìm được một chiếc như này. Nếu bác nào mà tìm được một chiếc như này giống y chang như này thì alo cho em nhé, để em có để có đôi có cặp nhé. Còn các bác mà muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Con này em mang mã số là 516 và có giá là 9 triệu đồng. Giá là em bán tại cửa hàng. Đấy. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em sẽ gửi ảnh chi tiết và tất cả các chi tiết của chiếc này cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình nhé. Và bây giờ em lên cho các bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc quạt Toshiba. Chiếc này 4 số. 4 số, hai đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ. Con này là màu tím nhá. Con này cũng là màu tím, cánh là cánh meca trong suốt cùng với lại là thân lồng mè nhá. Lồng mè con này là lồng mạ inox, mà em nói luôn là lồng mạ inox mà con này nó đẹp xuất sắc. Hôm nay em lên em nói luôn là tất cả các dòng phẩm của em là đều những cái dòng phẩm đẹp xuất sắc nhá. Và giá trị thì nó phụ thuộc theo từng dòng sản phẩm một. Con này thì hết lấc luôn. Em bán hàng thì em rất thích những cái dòng phẩm mà em đấu giá được mà nó mới, là em cảm thấy cực kỳ là ok và muốn giới thiệu với các bác hoặc là bán cho các bác mua về mà các bác cảm thấy ok, mà các bác điện đến với em là rất là ok em ơi, là em rất cảm thấy rất sướng. Đấy. Còn những cái hàng xấu thì em nói luôn là xấu thì nó có giá trị của xấu. Nên là các bác mua hàng thì các bác nên nhớ rằng là hàng đẹp là có giá trị của hàng đẹp mà giờ hàng xấu có giá trị của hàng xấu nhé. Đấy. Con này là một con Toshiba. Toshiba các bác nhìn con này. Đây là những cái vết mà nó hơi xây xước nhẹ nhẹ nhé. Vì là cái phần này nó là phần mạ inox, mạ lốc inox. Toshiba led căng. Phím số của nó là bọc inox này, phím số là bọc inox nhá. Con này là màu tím, tím ngắt luôn và đẹp nhá. Đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ là đều là cái dòng bọc inox đẳng cấp cao. Hai nữa là em bao luôn cho các bác là thân thủ nhá. Từ thân thủ này. Các bác nhìn nhá, thân thủ của nó này. Nét căng như kẻ chỉ và không có bẻ vỡ nhé. Các bác nhìn từng tí một em xoay nhé, là không bẻ vỡ, em nói luôn là như vậy. Và hai nữa là thân cột. Phần trên này là phần mạ inox này, bọc mạ inox này. Đấy. Và thân thủ của nó là đẹp nét căng như kẻ chỉ nhé. Nét căng như kẻ chỉ nhé. Và con này sau trước là lành lặn hết nhé. Hộp đựng dây này vẫn nguyên này. Và tất cả các thứ này, tem tiếc của nó là cũng từ Nhật, vẫn còn nguyên này. Đấy. Còn ví dụ như hơi bẩn một chút thì các bác lau đi là hết thôi. Một tí ti thôi thì là chắc không thể tránh được, cái tay mình sờ vào nó cũng bẩn thôi, kể cả là cái đập hộp thì cái tay các bác sờ vào nó cũng vẫn vẫn có thể bẩn. Đây, thân cỏ đây, đẹp. Và em bao luôn cho các bác là từ thành vách cho đến tất cả mọi chi tiết sau trước hai bên. Đây, các bác nhìn tím ngắt. Tím ngắt luôn. Con này đẳng cấp số 1. Con này em khẳng định luôn, các bác nào chỉ chậm một chút thôi là em khẳng định là hỏi là không còn. Em nói luôn là như vậy, vì con này nó quá đẹp và giá rất hợp lý. Đây là nút nhấn lên xuống này. Đồng hồ cáp này, đồng hồ cáp này.
đồng hồ hẹn giờ này đấy, và thân thủ này, và em nói luôn là từ con ốc lốc vẫn còn sáng choang, con ốc lốc trên cổ vẫn còn sáng choang, thân bầu đẹp, lồng trước là lồng mãi lốc, lồng sau là lồng si nhũ nhá, lồng trước là lồng mãi lốc, lồng sau là si nhũ, sáng bóng và đẹp, thân bầu đẹp cũng không bể vỡ bao luôn. Và hai nữa là lồng trước và lồng mãi lốc thì các bác biết rồi, con này là con mang mã số là 517 và em đang bán ra với giá là 2.200.000 đồng. Đấy, bác nào quan tâm thực sự thì alo cho em nhé. Những cái giá và cũng như cái dòng sản phẩm mà đẹp thì chắc chắn là các bác sẽ được thấy và được lựa chọn cho mình thôi. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác đó là một chiếc lồi tô chuông. Được rồi, vì là trong cái này clip này thì em cũng sẽ kèm cho các bác một chiếc lồi, vì là có những bác rất quan tâm đến dòng sản phẩm như lồi cơm điện, vì là em không thể bỏ được cái dòng sản phẩm như lồi cơm điện. Tất nhiên là trong cái mùa nóng lực này thì em vẫn ưu tiên về những dòng lồi cơm điện đấy, để cho kèm theo để cho các bác vẫn còn đang muốn sở hữu cho mình, vì có những bác đang sở hữu rất nhiều quạt của nhà em rồi nhưng vẫn muốn mua những chiếc lồi cơm điện mà đẹp ưng ý thì em vẫn phải kèm theo. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Đây em nói luôn là con này là con tô chuông. Con tô chuông này rất là đẹp nhé các bác nhé. Em bao luôn là lành lặn không bể vỡ nhé. Sau trước và tất cả các thứ là ok hết nhé. Không bể vỡ, lành lặn luôn. Dây điện vẫn còn là rất là ok và đẹp nhé. Đây các bác nhìn nhé. Con này thì qua vận chuyển nếu nó có xước sát hoặc xước sát một chút xíu hay như thế nào thì các bác phải thông cảm, là vì là cái thân vỏ của nó thì không thể là nói là hàng mới cứng được, mà hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp, và miễn là sao nó không bị bể vỡ thôi. Còn đâu về xây sát bằng đầu kim hay sợi chỉ thì các bác mua hàng thì các bác phải thông cảm cho em. Chứ còn em nói luôn là em quay trên clip thì các bác được nhìn thấy từng cái tí ti, từng cái gì mà em xoay lên lên đấy là các bác được nhìn thấy nhé. Đây, các bác nhìn cái độ bẩn đây, là không biết là bẩn hay gì nhưng mà nó không phải là vỡ mà không phải là gì cả. Em lau em vệ sinh thì nó không sạch, như xoay trên máy của em thì tất nhiên nó sẽ nó lộ ra những cái phần mà những cái gì mà các bác nhìn thấy mà các bác cảm thấy ok được thì các bác cứ alo cho em. Đây các bác nhìn nhé, phần nắp hơi là ok này. Thân thủ đây là do ánh điện này, các bác nhìn em xoay rất kỹ nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa, không một gần như không một vết bầm bầm hay là bị bẹp méo gì nhá. Còn xây sát tí ti thì các bác phải biết là phải thông cảm với em thôi. Con này mang mã số là 307 nhá, con tô chuông này. Và em nói luôn là em bao zin cho các bác là từ phần gioăng lắp hơi và máy móc zin nguyên bản hết, miễn là sao nó là zin nguyên bản. Con này là do màu xanh đấy. Mép trong này người ta nấu cơm gạo lứt thì nó có một chút màu vàng đấy, em nói luôn, vì là những cái dòng sản phẩm mà đã qua sử dụng thì mới thì nó lại có giá trị của mới thôi. Và đây con này là màu bộ đội nhá, do màu bộ đội rất là đẹp đấy. Bao luôn như các bác là zin nguyên bản đấy. Còn nếu mà em mà thay do mới đi thì các bác này cho là nó không phải là zin nguyên bản, nhưng em vẫn phải giữ nguyên si của nó như vậy. Tất cả các chức năng là em bao cho các bác là hoạt động ok và lành lặn. Con này là con xoong gân nhuyễn các bác nhá. Xoong gân nhuyễn thì các bác biết rồi, nấu cơm là cực kỳ là ok và nó là nhuyễn mềm. Xoong là xoong tô chuông. Đây, các bác nhìn nhá. Tô chuông là gì? Tô chuông là nó giống hình lửa quả chuông, người ta gọi là tô chuông. Còn những bác mà biết rồi thì không nói, những các bác bây giờ mới vào mới bắt đầu mới tập sử dụng hàng Nhật thì em cũng phải giới thiệu luôn để cho các bác xem, để các bác biết được. Thành vách này em bao luôn cho các bác nhé, không bể vỡ mà phần inox từ trong ngoài từ khe kẽ bóng liễng luôn nhé. Đẳng cấp chơi thì các bác mới biết được, còn những bác mà mới vào mà xem kênh hoặc là mới vào các bác mới tập chơi thì các bác cứ alo cho em sẽ tư vấn nhiệt tình về tất cả các dòng phẩm như lồi cơm điện. Hàng nào đẳng cấp thì cứ alo cho em sẽ tư vấn cho. Đấy, chiếc tô chuông này thì em nói luôn là cửa hàng em đang bán ra với giá là 4 triệu đồng nhé. Giá rất là ưu đãi và các bác cứ tham khảo thoải mái trên thị trường mà kiếm được những con mà đẹp như này.
và có giá ưu đãi như này thì alo cho em. Đấy, các bác cứ thoải mái tham khảo nhé. Và bây giờ thì em lại lên cho các bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc quạt Toshiba gang sắt, hàng gần như là đẹp xuất sắc luôn. Em chỉ thích những cái dòng sản phẩm đẹp để cho các bác lựa chọn này. Con này mang mã số là 518 mà có giá là 3.600.000 đồng, thì các bác sẽ biết được là vì sao nó lại có giá 3.600.000 đồng. Thứ nhất là cái phần lồng mạ inox này, em bảo luôn các bác là không có một vết than ố hay là một vết chấm ở trên cái phần mạ inox này nhé. Những chiếc mà nó đẹp như này thì em khẳng định luôn các bác là chỉ có những cái hàng mà tuyển chọn thì mới có như này. Các bác cứ thoải mái theo dõi kênh của em cũng như là xem những cái dòng sản phẩm mà em lên sóng, và các bác cứ hỏi em sau những cái giờ mà em đã bán ra, sau một ngày đi, các bác cứ hỏi lại là còn hay không thì các bác cứ alo cho em. Còn những cái dòng phẩm nào còn thì em báo còn không thì trong tích tắc thôi. Em báo luôn con này nó từ chóp mới soi gương luôn nhá, các bác nhìn này, soi gương luôn, chóp là mạ inox và màu cánh đẹp trong suốt đấy, các bác nhìn nhá, nói luôn là như vậy. Lồng trước là lồng mạ inox, lồng sau là lồng xi nhũ, logo là hình của nó là rất là đặc biệt và rất là đẹp đấy, thành vách này. Hai nữa này các bác nhá, đây là phần mạ inox này, mạ inox và thân cột là có dòng kẻ dọc đây. Em xoay rất chi tiết để cho các bác muốn mua hàng là các bác biết luôn là từ thân cột của em là không một vết chấm một vết xước, nếu như một vết chấm vết xước ở trên cái thân cột này các bác gửi lại em luôn. Đấy, em báo luôn như thế để cho các bác dễ nhé, khi các bác mua hàng là các bác biết luôn. Hai nữa là phần cổ này em bao luôn lành nặng gang sắt, bầu là bầu nhựa, nói chung là những dòng tô này thì là 100% là bầu nhựa. Đấy, tô hoặc là salio nó là bầu nhựa, vì là những chiếc này là nó có tuổi đời chỉ khoảng trên 40 năm thôi, vì là nó khác. Và hai nữa là em soi luôn các bác về thân nhé. Đây các bác nhìn nhé, thân của con này là màu sơn zin nguyên bản của nó, vẫn còn đây những cái đầu tăm này, và đây trên thân của nó không một tí vết nhá, đến đây là có một cái bằng đầu tăm nữa này, các bác nhìn nhá, vận chuyển mà không có một tí bằng đầu tăm thì không phải là hàng zin này, các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Con này thì mới hết lốc luôn, đẹp hết lốc luôn nhá các bác nhá, các bác nhìn màu sáng choang Toshiba, con này đẹp, đúng là đẹp hết lớp thật. Thành vách của nó là em bao luôn, đây là gang sắt toàn bộ nhé, chiếc này là gang sắt toàn bộ. Đấy, trừ mỗi là bầu mới và cánh là nó là cái phần nhựa cứng, còn đâu ngoài ra là ví dụ như là nút thu dây này, đây là nút thu dây nhé, nút thu dây đây này các bác nhìn nhé, đây là nút thu dây này. Đấy, các bác thấy chưa, nút thu dây phích cắm là vẫn zin của Nhật nhé, nút thu dây này. Và phần này là phần meca bọc trên trên gang sắt nhá, meca của nó bóng liễng mới cứng luôn. Và đây các bác nhìn nhá, đây là cái phần vành inox này sáng bóng, em xoay lùng quanh cho các bác để các bác xem. Còn thân sau của nó thì thôi đẹp mỹ mãn rồi, khỏi phải chê, khỏi phải bàn luôn, bóng liễng này. Đây là phần meca nhá, con meca của nó đẹp long lanh. Đây là nút nhấn lên xuống này, nút nhấn lên cao thấp của chiếc quạt nhá các bác nhá, có những bác biết rồi nhưng có bác không chưa sử dụng đến cái đồ gang sắt này bao giờ hoặc là chất này thì bao giờ thì các bác biết. Đồng hồ của nó đây, soi gương, đồng hồ hẹn giờ này, đồng hồ cáp này, đúng là soi gương luôn, mới cứng luôn. Phím số của con này là có 4 chế độ gió, 4 số và 3 chế độ gió nhé. Đấy. Nhưng mà cái gió ngủ của nó vẫn là số 1, êm dịu. Phần này là phần
nhôm. Cái mặt này là mặt nhôm nhé các bác nhé. Mặt nhôm thì tuổi đời của nó tầm khoảng trên 55 rồi. Thì là các bác biết là nó còn đẹp đến đâu thì các bác nhìn các bác biết thôi. Nếu mà nó gần như là mới mức độ là đến khoảng độ trên 90%. Đấy, con này em nói luôn là trên 90%. Đã là xuất sắc rồi. Gang sắt. Con này thì em báo giá luôn cho các bác để các bác đỡ phải chờ đợi lâu. Con này là có giá 3.600.000 đồng nhé. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác thêm một chiếc nữa. Đó là một chiếc quạt Salio. Để cho các bác lựa chọn cho mình, vì là có những dòng phẩm cao thấp hoặc là như thế nào thì các bác chọn nó dễ. Chứ còn bây giờ lên rất là ít thì các bác không biết đâu mà lựa chọn. Em bán là bán trên clip và bán thực sự luôn là những cái dòng phẩm mà em đã lên kênh này. Để cho các bác lựa chọn này, cho nó cảm thấy nó thoải mái nhất. Con này em báo luôn các bác cũng là lồng mại lốc. Và lồng mại lốc này của nó sáng bóng luôn. Sáng bóng luôn nhé, lồng mại lốc này sáng bóng luôn. Con Salio này là con này là đẳng cấp. Cái phần này là phần nhựa Meca nhé, phần nhựa Meca và logo Salio đẹp. Đấy. Về lồng mại lốc, lồng sau là lồng si nhũ. Đấy là cái phần đấy nhá, phần lồng và cánh là cơ bản em bao luôn này nặng nhá. Hai nữa, đây là cái phần thân của nó này. Đẹp. Con này là 5 số, 4 chế độ gió và chức năng số ngủ nhá. Con này có số ngủ này. Và hai nữa là con này là có đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ. Đấy. Thân thủ là em bao luôn là lành nặng không bể vỡ nhá. Bao luôn từ trước đến sau là không bể vỡ. Đế dưới là gang sắt này. Thành vách ngang từ trước đến sau không bể vỡ. Đấy. Đây là phân khúc của là mặt trước và mặt sau. Đây là vết là cái đường này là phân khúc mặt trước mặt sau nhé. Có nhiều bác thì không hỏi đâu, nhưng có nhiều bác này nhìn thấy này cứ tưởng là nó bị làm sao. Em cứ giới thiệu cận kẽ để cho bác biết. Thân cột đẹp bóng. Mặt này là mặt giải 3D. Đấy. 3D và đây là nó là nhôm. Mặt nhôm nhé. Đây là viền mạ chrome. Đây là mạ chrome nhé. Còn sáng bóng. Có nghĩa là còn rất đẹp. Hai nữa này, các bác nhìn từ cái khóa lên xuống cao thấp này. Nút đây là nút bấm thu dây này, nút thu dây còn rất là mới đúng không? Các bác nhìn nhá, mới nhá. Đây là nút thu dây. Đấy, nút thu dây. Con này có phích cắm nối tiếp, đế sắt. Thân cột đẹp, bầu đẹp. Bao luôn các bác là lành lặn không bể vỡ nhá. Lành lặn không bể vỡ này. Thân cổ đẹp nhá. Bầu đẹp nhá. Nói chung là nó là hàng zin nguyên bản nên các bác cứ thoải mái lựa chọn. Và con này là có chế độ là 40, 65 và 100. Tất nhiên cái phím này cái phân khúc này nó không là số là không còn, nhưng mà nó vẫn đủ 3 chế độ. Nên là các bác muốn sở hữu cho mình thì cứ alo cho em. Đấy. Con này lồng sau là lồng si nhũ. Báo luôn các bác là những cái hàng đẹp bao giờ nó cũng có giá trị cao. Các bác thực sự quan tâm thì alo cho em. Con này mang mã số là 519 và có giá là 2.800.000 đồng. Tất cả các dòng sản phẩm trên cửa hàng em, bác nào theo dõi đến thời điểm bây giờ, các bác chú ý là hàng của em đều đi là đều có cọc. Đấy. Các bác cọc là các bác sẽ phải chịu tiền ship code cùng mấy lại. Còn các bác mà chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship. Tất cả các dòng phẩm trên cửa hàng em, các bác chuyển khoản hết là em bao ship. Còn các bác lấy nguồn thì là em không bao ship. Mà lấy bao ship thì là em sẽ không bao nguồn. Nguồn của em là tùy theo từng dòng phẩm một. Em sẽ hỗ trợ chuyển nguồn cho các bác để các bác về sử dụng cho dễ dàng. Có những chiếc nào mà các bác mà thực sự quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0975067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Hẹn các bác ở video clip sau.